Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Giai TV. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái trận vượt anh hội với môn phái Thiên Tâm nha anh em ơi. Thiên Tâm sẽ kết hợp với Dương Môn nha. Đây là môn phái chắc chắn sẽ hứa hẹn gây ra những cái trận VK gọi là náo nhiệt tại quận anh hội anh em ạ. Rồi, ngũ độc bị đóng băng rồi. Ngũ độc lên trứng sau vài cái nhiễu Thiên Tâm, ngũ độc kinh công rồi thôi. Hết trứng hồi chết luôn anh em ơi. Quá bá cho con Thiên Tâm này trong cái hoạt động quận anh hội. Bởi vì nó có khả năng lực kèo, kể cả bên kia vẫn còn hai thành viên em ạ. Dù Thiên Tâm còn một chấm máu nhưng chỉ cần có chiều số 4 thôi là Thiên Tâm nó quậy bằng cái nóc nha. Nhưng nói chung anh em đánh Thiên Tâm chúng ta cũng phải chú ý nha anh em ơi, mình phải canh chiêu thật chuẩn nha và tùy mục tiêu chúng ta bắt. Rồi, trận đầu tiên rất là cái thuận lợi luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bước sang đến trận thứ hai sẽ đối đầu với những team thế nào đây. Và thậm chí là Thiên Tâm nó không sợ hệ thổ đâu nha anh em. Ôi, nhắc hệ thổ, có hệ thổ, một con võ đan khôn nguyên với tàn kiếm trảm nhạc nha, tim mạnh nha anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ đợi cho đối thủ di chuyển qua. Đó, ôi, lên chiếu liên lên chiếu 4. Ồ, một phát thiên địa nửa cây máu, nhưng không sao, Thiên Tâm hút vào hồi máu. Tàn kiếm bung 7x rồi. Võ đan vẫn còn full máu, nhưng mà Thiên Tâm vẫn chưa kết thúc được ai cả. Chúng ta đang bị dồn đam ngược trở lại, liệu có thể bị kết thúc hay không anh em ạ? Võ Đan ơi, bắt Thiên Tâm kìa, Võ Đan đang bị khiêu khích rồi, tàn kiếm đang bị khống chế, tàn kiếm lên tâm kiếm nhưng vẫn quyết lao vào Dương Môn. Thiên Tâm đang quýnh Dương Môn nè, chuẩn bị chiêu cuối rồi. Rồi xong Dương Môn ra đi rồi anh em ơi. Ôi, Dương Môn cũng đã kết thúc được tàn kiếm tim rồi bạn, nhưng mà Võ Đan bây giờ thì vất vả rồi. Nhiễu. Khó chịu hả anh em? Quá khó chịu với con Thiên Tâm này, vừa làm giảm tốc độ di chuyển, vừa làm đóng băng các kiểu con ta điểu. Ôi, trận này có tàn kiếm và cái bang thì thôi xác định luôn nha anh em. Thật sự như môn phái hệ hỏa không chịu nổi chiêu cuối Thiên Tâm. Rồi mình ôm trên cái bang luôn em ạ. Nó bắt hai con luôn rồi đóng băng cái bang. Vài phát nhiễu thôi anh em thấy không, cái bang lên bảng điểm số mà không mất rất nhiều máu. Rồi. Và một cái mẹo mình chỉ cho anh em quýnh Thiên Tâm nha. Ví dụ chúng ta đang bị khống chế, đang bị dồn và cái chiêu cuối chúng ta chưa hồi thì lúc đó anh em làm gì, anh em ấn lịa chiêu cuối cho mình, khi mà xuất hiện 7x là chúng ta lên được chiêu cuối liền nha. Chứ anh em mà cứ chờ chiêu cuối nó hiện xong mới ấn thì không được nha anh em. Mình phải ấn liên tục chiêu cuối liền. Thái Huyền Tịnh Thiên, một cái kỹ năng rất mạnh của Thiên Tâm. Trận này đánh với Huyền Thủy và tàn kiếm trảm nhạc. Nếu là mình thì mình sẽ canh với con Huyền Thủy trước anh em ạ. Rồi anh em Huyền Thủy nhảy vô tàn kiếm rồi xong luôn rồi, rồi đóng băng chung. Quốc Huyền Thủy liền. Tàn kiếm lên tâm kiếm rồi anh em ơi. Wow, chúng ta chưa có kết thúc được ai cả. Hiện tại đội bạn đã hồi được máu rồi. Cẩn thận, Dương Môn đang bị dồn đam. Rồi. Quýnh tiếp. Ui da. Dương Môn vẫn đang bị dồn rất nhiều anh em ơi. Như vậy là Dương Môn chúng ta đã ngã xuống rồi. Thiên Tâm một mình liệu có thể cân được hay không? Đang kết thúc Huyền Thủy được không? Được không anh em ạ? Huyền Thủy đã bật được bàn băng, tiếp tục đóng băng rồi. Huyền Thủy có phu, Huyền Thủy hồi được một tí máu và chúng ta đã mất chiều cuối rồi. Rồi, bấn ấn chiều cuối. Chiều cuối lên 100 máu và như vậy Huyền Thủy đã bị kết thúc rồi anh em ạ. Tiếp tục dồn tàn kiếm. Hồi đứng xa xíu anh em, cẩn thận nó dồn đam. Ấn liền. Quỳnh Thiên Tâm anh em chú ý để cái phần mà hiển thị cái trạng thái mà gần hết chiều cuối anh em phải ấn cái chiêu đánh tiếp theo anh em ạ. Em thấy không? Một chấm máu cần hai. Tiếp tục là Huyền Thủy và tàn kiếm thức tỉnh. Ô, cặp này được sử dụng nhiều ta. Lên bước 3 liền. Wow. Anh em Thiên Tâm, cách combo Thiên Tâm là chiêu 3, chiêu 1, chiêu cuối. Nếu đối thủ chưa dùng mình thì mình cứ chiêu 1, chiêu 2 xong chiêu cuối cũng được anh em ạ. Còn nào nó dùng mình thì mình lên chiêu cuối liền. Nhưng mà lần này thì Dương Môn của mình đã sắp đứt hơi luôn rồi. Rồi, Thiên Tâm chấm máu nữa rồi, lại tiếp tục mang cần hai chăng? Cần được không? Lần này thì chuyển mục tiêu sang tàn kiếm. Tàn kiếm một chấm máu, kết thúc tàn kiếm được rồi và chúng ta hồi được hơn nửa máu anh em ạ. Quá đã. Trụ nó hút máu, thấy ghê thật sự. Huyền Thủy full máu, Thiên Tâm 30% máu thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Anh em sẽ thấy được cái sự gọi là không cân bằng giữa các môn phái. Rõ ràng Huyền Thủy đã full máu và bây giờ thì Thiên Tâm đã có chiêu cuối và Huyền Thủy chỉ còn có 10% và Thiên Tâm đã hồi được 40% máu anh em ạ. Rồi, có chiêu cuối một cái nữa. Thôi, xác định chia tay Huyền Thủy nha, bởi vì tôi quá mạnh bạn ơi. Đó, phải mới giờ phải làm ra vậy mới đông người chơi anh em ạ. Phải búp cho nó mạnh lên sau đó mới đạp đầu nó xuống được anh em ơi. Mình phải có cái thao tác búp cho nó mạnh lên nha. Lại gặp trở lại team Võ Đan và tàn kiếm, lần này không biết họ có thay đổi chiến thuật gì hay không.
Căng quá. Ui, khống chế, không sao, chúng ta có thiên tâm, đóng băng nào. Dương môn hiện tại đang bị khống chế rồi, võ đàn đã lên được thưởng. Tàn kiếm rất trâu chạy, em ơi, đứng ở đó là chết, đứng ở đó là chết. Mình nghĩ em đứng ở đó là chết. Ui, chạy. Ôi, pha này lỗi rồi, Chiêu cuối ấn liên tục. Ờ, à, lên được chiêu cuối. Có thể là kèo đôi không? Dương môn đang đi ngồi thiền rồi, tàn kiếm. Tàn kiếm một chấm máu, tàn kiếm kia. Kết thúc tàn kiếm và chúng ta chỉ còn võ đàn thôi. Rồi xong, anh em thấy không anh em? Thiên tâm gánh tim. Trời ơi, cái pha đó quá đẹp. Tàn kiếm, võ đàn full máu, chơi không lại thiên tâm yếu máu, chỉ cần một chiêu anh em ạ. À. Bởi vậy anh em thấy, rồi phái gì ai chơi nó chơi. Đó, anh em hỏi mình giờ phiên bản này chơi phái nào, đó, anh em xem clip này cũng hiểu rồi nha. Ôi, bắt kìa, rồi tàn kiếm bị bất lực bởi cái hiệu quả đóng băng của thiên tâm. Ôi giờ đoàn thị làm gì đang bị khiêu khích. Quánh, nói chung mấy đoàn đánh thường thiên tâm thì không quá mạnh, nhưng mà chiêu cuối của nó thì quá ghê gớm anh em ạ. À. Và đây sẽ là trận thứ bao nhiêu đây, mình cũng không biết luôn anh em ơi. Nãy giờ team chúng ta win liên tục và vẫn chưa có trận thua ha. Rồi, bắt đầu qua chiêu một cái đi. Đó, chiêu một, chiêu hai, chiêu cuối liền. Ngũ độc, đây là cái con ngũ độc trận đầu tiên mình gặp. Ngũ độc hết trứng qua nhiễu ngũ độc tiếp. Đóng băng rồi, ngũ độc bất lực. Ngũ độc được kỳ môn thuẫn, vẫn còn ngáp ngáp anh em ạ. Chiêu một cái cửa rồi xong. Và cuối cùng đó chính là dương môn. Bây giờ anh em ở trong team có thiên tâm thì chúng ta có tỷ lệ tới 99% để win anh em ạ. À. Mà nãy giờ anh em chưa có tới đầu với một team có thiên tâm đúng không anh em ơi? Mình đang rất muốn nhìn xem khi mà chúng ta đối đầu với một team có thiên tâm thì sẽ như thế nào. Rồi, chuẩn bị trận tiếp theo. Một cây bang với tàn kiếm đã rồi, xong team này nữa rồi. Hệ hỏa bây giờ gọi là khóc thét với thiên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ không còn thấy cái bàn với Minh Giáo tỏa sáng trong hoạt động quần hồi này nữa anh em ạ. Kể cả Long Tước. Cái bàn rất nhanh chóng bị kết thúc. Và dường như với khả năng đóng băng của Thiên Tâm thì cái bàn không thể nào dùng đam được dương môn chúng ta. Rồi, tiếp tục. Wow, lại gặp team của Võ Đen và Tàn Kiếm. Lần này thì họ sẽ đánh như thế nào đây? Team Võ Đen Tàn Kiếm là team có khả năng kết thúc được team này anh em ạ. À. Vẫn là chiến thuật. Wow, Võ Đen một cái thiên địa, Thiên Tâm chúng ta mất 50% máu rồi. Nhưng sau đó Thiên Tâm đã hồi phục lại lượng máu anh em ạ. À. Tàn Kiếm thì đây bị đen cấu rất nhiều rồi. Quánh vô, hỗ trợ nào anh em ơi. Wow, tiếp tục dùng đam. Và anh em thấy là hiện tại chúng ta đã kết thúc được Tàn Kiếm rồi. Thiên Tâm ra ngồi thiên. Ôi, cẩn thận. Võ Đen vẫn tiếp tục dồn dương môn đã ngã xuống. Thiên Tâm chúng ta chuẩn bị có chiêu cuối. Võ Đen đang ngồi thiên. Võ Đen hồi chiêu ba chưa. Và thiên tâm ui một phát lướt thiên tiện. Các anh em thấy Thiên Tâm chúng ta muốn nín thở, nhưng mà rất tiếc Võ Đen vẫn chưa hồi được kế thuận anh em ạ. À. Chúng ta lại tiếp tục lật kèo quá đã. Phải thật sự nói là con này nó quá chiến trong hoạt động quần anh hội anh em ạ. À. Tiếp tục là một team huyền thủy với tàn kiếm. Hồi nãy giờ mình đang tìm kiếm một cái trận với thiên tâm nữa anh em ơi, mà chúng ta chưa thấy rồi. Rồi huyền thủy bật quang quang rất sớm. Lần này thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ cho dương môn. Dương môn đang bị dùng đam rất là nhiều luôn. Tàn kiếm. Ôi cẩn thận thiên tâm, đừng đứng gần quá anh em ạ. À. Ơi lần này căng rồi, bị đóng băng ngược trở lại rồi. Tàn kiếm đang bị khống chế. Thiên tâm đã nhảy ra được anh em ơi. Wow. Dương môn chúng ta yếu máu, tàn kiếm đã đầy máu trở lại rồi, huyền thủy đã chạy được lần này, dương môn tiếp tục yếu máu nữa và thiên tâm chúng ta có thể cân được hai nữa hay không? Chiêu cuối tiếp tục được tung ra và lần này thì họ bay nhảy rất nhiều rồi. Huyền thủy tiếp tục bị dùng đam tàn kiếm vào để hỗ trợ chịu sát thương thêm cho huyền thủy. Huyền thủy vẫn tiếp tục chạy được và thiên tâm có bảy ít hay không? Không, mất luôn cây bảy ít và chúng ta đã ngã ngửa anh em ạ. À. Thật sự thì cái này nếu mà anh em đang bị yếu máu thì người đồng đội mình còn full máu, chúng ta cố gắng di chuyển vào nha anh em, để chúng ta gánh một cái lượng sát thương cho đồng đội của mình. Wow, đối đầu với một team có thiên tâm. Thiên tâm và bả đao, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Cả hai thiên tâm đều đã bật chiêu cuối rồi. Dương môn bị đóng băng, bả đao không bị đóng băng bởi bả đao có hóa giải khống chế. Bả đao vẫn chưa lên 7 ít anh em ạ. Rồi chúng ta đang dồn thiên tâm tiêu bạn. Thiên tâm tiêu bạn có 7 ít không? Có ít không? Thiên tâm tiêu bạn đã ngã xuống. Như vậy là chúng ta có ưu thế hơn. Có lẽ 7x đã không thể nào cứu kịp anh em. Bà Đào đã bật búp bự và như vậy là chúng ta win giao tranh. Rồi, còn vài trận nữa thôi anh em ơi.
Như vậy là chúng ta đã thua một trận. Trận này đối đầu với hai môn phái hệ thổ nha. Kèo này là hơi cũng hơi khoai nha anh em. Do Dương Môn vẫn là người lao vào trước để hỗ trợ khống chế Thiên Tầm lao lên luôn rồi. Nhiễu, Võ Đen đã ngã xuống và chúng ta vẫn còn Cung Luân. Và anh em thấy là Cung Luân bất lực với Thiên Tầm. Trong những trận của anh hội thì anh em thấy được sự bá đạo Cung Luân với khả năng lướt khống chế. Nhưng ở trận này thì gần như là Cung Luân không mần ăn được gì anh em ạ. Anh em tranh thủ Thiên Tâm còn mạnh thì chúng ta cố gắng chơi nha. Mốt là nó nép sức mạnh Thiên Tâm đi xíu anh em ạ. Rồi tiếp tục. Võ Đen và Tàn Kiếm Trảm Nhạc. Và dường như nãy mình thấy cái bảng xếp hạng toàn là Thiên Tâm con em ơi. Rồi bắt Tàn Kiếm có tâm kiếm rồi. Võ Đen đã lên được thuận. Lần này thì Dương Môn của mình đã yếu máu. Wow, một lần nữa đội bạn đang úp Dương Môn rất nhiều. Tàn Kiếm bùng 7x và như vậy là Dương Môn chúng ta đã ngã xuống rồi. Ui, Tàn Kiếm ơi không lao vô. Tàn Kiếm ngồi thiền. Ui, Tàn Kiếm nó lao vào rồi. Thiên Tâm chúng ta vẫn né được đòn. Khống chế tiếp tục dùng đam và chuẩn bị có chiêu cuối. Cẩn thận bị sốc đam. Ui, sốc đam anh em ạ. Và nó vô đen sốc đam khá mạnh. Như vậy là chúng ta tiếp tục thua một trận nữa. Quay trở lại với một trận ngũ độc và Dương Môn. Có lẽ như là sau 3 trận thất bại thì team của Võ Đen và Tàn Kiếm đã có được cách khắc chế Thiên Tâm chăng? Và họ đã có được một pha lật kèo anh em ạ. Thiên Tâm vẫn đang cố tiết kiệm chiêu cuối. Rồi lao lên luôn, nhiễu nào. Chiêu cuối nữa anh em đứng tầm khoảng xa xa một xíu nha anh em ơi. Đừng đứng ghéo quá gần. Như vậy trận này chúng ta quá nhẹ nhàng anh em ạ. Trận này nhẹ nhàng hơn rất nhiều và phải nói là những cái trận này giờ anh em đánh đa số là những ạc cầm tài rất nhiều. Rồi, đây là trận thứ 15 rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ còn một trận nữa. Và để xem ở trận cuối này Thiên Tâm sẽ đối đầu với môn phái nào. Trận cuối cùng. Wow, Thiên Tâm. Lần này bên kia có là kèo đôi không nha. Một bên là Bá Đao, một bên là Dương Môn anh em ạ. Bà Đào giống treo quá anh em ơi. Rồi, Thiên Tâm đang lên rồi. Ai xin người, Thiên Tâm kinh kỳ ra chiêu cuối thức tới chúng ta. Này thì chiêu cuối là đuổi Dương Môn đã chạy được rất xa. Bật Bà Đào quay ngược lại, Thiên Tâm. Ui. Cẩn thận. Chúng ta đang đứng chung với nhau. Và dường như các thành viên chúng ta đang cố gắng dồn cho Bà Đào ra đi anh em ạ. Bà Đào đã ngã xuống rồi. Tiếp tục dồn Thiên Tâm. Bên kia đã chuẩn bị hồi chiêu cuối nha anh em ơi. Bên kia họ lên chiêu cuối trước chúng ta vài giây. Hồi chiêu cuối rồi, mình lên chiêu cuối liền. Rồi, hai con Thiên Tâm quấn nhau nè. Đó, đâu nhiễu nhau được đâu. Rượt Dương Môn. Rồi, xong xác định chia tay 7x đâu. Không có, ê có 7x rồi. Ui, căng. Chạy. Ui, chạy, đông băng rồi em ạ. Rồi, tiếp tục đánh thương các kiểu. Và như vậy là chúng ta đã win. Quá tuyệt vời. Và như vậy là trận quần hội với môn phái Thiên Tâm của mình đến đây đã kết thúc nha anh em ơi. Và nếu như anh em yêu thích video này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.